cả nhà đã đến với kênh Nắng Đẹp Miền Tây nha. Hôm nay nhóm của mình cũng rất là vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với các cô chú anh chị trong chuyến từ thiện lần này. Hôm nay phần quà cũng có là một bao gạo 10kg, là một hộp mì Kokumi, một bao đỏ nữa. Giờ mời các cô chú anh chị cùng theo dõi tiếp nha. Mời cô chú. Bây giờ Bảo ra kêu với cô chú như là vô đi Bảo. Cô chú ơi, vô nhận quà. Các cô chú vô xếp hàng nhận quà. Xuân muốn vô không? Xuân muốn vô khi quà không? Mỗi người là một phần quà, một bao gạo với lên một thùng mì. Ra đi, ra đi, cho chị bao gạo đi. Bao gạo để ở dưới đây, mì mì để cho. Rồi mình sắp cơ cũng cả
luôn mà bà ơi, bà hẹn rồi, bà chính ơi, nốt ơi. Rồi cho bún ra luôn đi. Bún chín rồi đó, ăn bún không? Nhỏ nha mọi người. Thì tiếp thôi. Lúc này mình có thể chụp hình ở đây luôn nha mọi người. Nhưng mà có hơi là nhiều quá. Mày vừa cho mà mấy giờ nó chở lên con? Cái này biết rồi luôn. Cái gì cũng vô hết luôn á. Ba cái này cũng mấy thôi. Không được,
mấy bịch này bịch đỏ không sao chứ bịch này nó bỏ hết bịch đường rồi đó. Cái này của ai? Con không biết. Nó của ai? Con trao con. Nó phụ. Nhưng mà bà chị mất bà con.
Ngon. Có đây nè, nè qua đây nè chá. Nè. Đưa ba cho anh này tô ăn liền nha. Miếng nữa hai người ăn. Đưa tô cho anh này. Cho một tô, cho một tô. Kiểm giờ này ha, giờ này hết rồi. Đóng cửa rồi. Em cắt cho bạn đây là cho tô cho anh này nè, ăn liền đi nè. Cầm cái rồi. Rồi ai thay tô lên rồi lấy. Tô qua đó lấy rồi. Ăn số canh là nhớ hoài đi con. Còn ăn nữa không? Rồi cho anh đó đó. Ăn xong đi lại lấy. Mấy tô chú. Chú ăn xong đi rồi lấy. Rồi. Thôi mình đi học cái nó cũng để cái cho lót để lên chứ. Cái tô cái đó. Chồng lên luôn đi. Hai chục tô đây. Ừ. Đó là cả hai chục tô đó. Cháu là hiền nhất á, con các loại cá. Nhiều khi lắm khi cũng tu muốn cho tôi tu. Ờ lấy đi, đem tô. Rồi, có đi. Con lấy nhiều quá. Này mình khách luôn, nhà dành khách luôn. Đây, tô. Lấy lấy mình đi cho sinh bọc. Lấy bọc. Cho sinh bọc cái gì. Rồi, lại đây, lại đây. Một cái này luôn phải không? À nước nghiêng như đấy rồi. Đói cho mấy ăn lại. Dơ trong đó rồi bác. Dạ. À, bây giờ thì xin mời cả nhà cùng ăn với mấy cô cháu mình nha. Sáng giờ hừ nấu cũng đông quá trời luôn. Giờ này cũng còn khách nhóc hết trơn. Bảo, sẽ ăn mấy tô rồi? Hai tô. Tất dạ. Ăn hai tô nè, không tô sáng là tốt. Một cái muối. Cũng đâu thôi hai đứa này. Thôi tôi đi hả? Bắt đầu lên bảo rồi. Đang tập trung chuyên môn rồi nói vậy đó. Nghe hả? Đau gan rồi kìa. Mấy thì nó làm rồi. Bảo tao qua bảy lấy cho bà Sáu ly đậu nành nha. Chắc cái chục ly à. Rồi, chắc thì ăn tô bún khô các bạn. Cũng xin tô bún khô ăn rồi. Vậy ăn tô bánh canh, giờ lại thêm tô bánh canh nữa. Trời. Một tô ăn tô. Hai bạn
sao nhiều ai cho lại thấy bị không bỏ được khỏi vậy có tới ai cho lại được của em vậy vô hả? Dạ. Có đi vô hả? Hết chứ, trời, ở trường thì có mua đồ ăn, còn ở đây thì mua cho hết luôn. Xin chào cả nhà, thì sáng giờ thì cũng cho được rất là nhiều phần rồi đó, cả nhà có 1.000 phần rồi đó. Thì bây giờ mình xin kết thúc clip tại đây, cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh nhé. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo. Bye.